Xe này mình làm lại tổng cộng là 9 triệu 5. Nhìn nó như một con xe zin bình thường, không có đồ chơi, không có gì hết. Muốn biết lý do vì sao mà giá nó như vậy á, thì mời anh em xem hết video của mình nha. Phần bẩn thì nguyên cái dàn bát chỗ này nó bị gãy hết rồi. Đây là anh chủ xe anh dán băng keo đen lại nè. Thường nữa, anh em mà không thay là chỉ có bắt ốc cho nó chắc vô thôi, chứ mình không có chế được nha. Thêm một cái điểm yếu nữa của cái ốp đầu 150 đời 2015-2018, ở dưới đây nó chỉ có hai cái ngàm nhỏ nó móc ngược lên thôi. Anh em tháo không để ý là nó gãy. Thì cái này khi mình chạy nhanh nó gió nó quạt là nó gãy ngang luôn á, nó bật lên luôn á. Thứ nhất là ốp đầu, thứ hai là hai bên bựng. Anh em thấy nó cứng rồi, nó không có qua luôn rồi. Dàn áo xe này thì mình sẽ tư vấn là khách thay mới nguyên bộ dàn áo luôn. Bởi vì là dán keo trong nè, dán tem nè, đậu ngoài nắng lâu ngày nó nứt, nó chết, nó dính cứng ngắc luôn rồi. Những cái hình ảnh hồi nãy giờ anh em vừa thấy là của xe này, Exciter 150 Odo chỉ mới 61.000 thôi anh em. Thật sự rất là kinh khủng. Nát quá nát. Qua Tết, những anh em nào muốn sơn dàn áo mà muốn có vừa có xe đi lại thì cứ chạy xe qua, mình sẽ tháo trực tiếp luôn, để dàn áo lại anh em lấy xe về ha. Thì khi nào mình sơn xong mình nhắn anh em chạy xe qua rửa sườn dây điện vẫn như là bình thường thôi. Rồi khi đó mình ráp áo vô thì mình sẽ cố gắng thiết kế thêm mấy cặp mâm zin nữa. Nếu anh em nào sơn mâm thì mình có mâm zin mình đổi cho anh em đi luôn, như vậy thì nó tiện hơn ha. Đổi cho đi thôi, rồi khi nào mà sơn xong mình tháo, mình gắn lại mâm của anh em. Rồi, kiểm tra hiện trạng ban đầu xong rồi, giờ mình tiến hành tháo xe thôi anh em. Sau khi mà xem qua hiện trạng ban đầu thì anh em cũng hiểu một phần lý do rồi ha. Vì là dàn áo thay mới cho nên là phần sơn sẽ tập trung vô dàn chân và nhựa đen. Mặc dù là kim loại nhưng mà khi lưu thông thì không tránh khỏi những cái va quẹt mạnh, đá văng này dẫn đến chảy xước, thậm chí là khuyết sâu, cần phải được chét bọt xử lý lại bề mặt. Công đoạn rửa phun sườn dây điện bên trong luôn được đảm bảo thực hiện một cách chỉnh chu. Và đây là quyền lợi của 100% anh em khi đến sơn bên mình. Những anh em nào sợ rửa xong bị hư xe thì cứ tháo bình nè, EQ nè, rửa xong xịt khô. Nếu mà không có máy xịt thì mình phơi nắng cho nó khô hết dây điện nha. Ráp vô nó sẽ an toàn hơn nhé.